ベトナム語中級レベル強化作戦皆さんこんにちはベトナム語独学サポーターのトニー・ダンディですベトナム語翻訳練習用の短文を10個セットで3順分を用意しています声に出して練習してみてください1一順目ですバスは10分おきに通っています Cứ 10 phút lại có một chuyến xe buýt chạy qua đấy. Cứ 10 phút lại có một chuyến xe buýt chạy qua đấy. Cứ 10 phút lại có một chuyến xe buýt chạy qua đấy. Anh ấy gặp bạn gái của mình vào mỗi thứ bảy. Anh ấy gặp bạn gái của mình vào mỗi thứ bảy. Anh ấy gặp bạn gái của mình vào mỗi thứ bảy. Trái đất cứ 24 giờ lại quay lại một lần. Trái đất cứ 24 giờ lại quay lại một lần. Trái đất cứ 24 giờ lại quay lại một lần. Olympic là 4 năm sau khi Thế vận hội được tổ chức 4 năm một lần. Thế vận hội được tổ chức 4 năm một lần. Thế vận hội được tổ chức 4 năm một lần. Cứ mỗi 6 tháng anh ấy lại đưa ra một cuốn tiểu thuyết mới. Cứ mỗi 6 tháng anh ấy lại đưa ra một cuốn tiểu thuyết mới. Cứ mỗi 6 tháng anh ấy lại đưa ra một cuốn tiểu thuyết mới. 3kanbu no tenki wa 1 jikan oki ni demo ippen suru. Thời tiết trên núi thay đổi từng giờ, thời tiết trên núi thay đổi từng giờ, thời tiết trên núi thay đổi từng giờ. このシステムは半年おきにアップデートされる。<laughs> <laughs> Hệ thống này được cập nhật cứ nửa năm một lần. Hệ thống này được cập nhật cứ nửa năm một lần. Hệ thống này được cập nhật cứ nửa năm một lần. Cứ mỗi lần tàu lửa đến thì sân ga lại đầy áp người. Cứ mỗi lần tàu lửa đến thì sân ga lại đầy áp người. Cứ mỗi lần tàu lửa đến thì sân ga lại đầy áp người. Cứ hai năm một lần công ty của tôi lại thay thế máy tính mới. Cứ hai năm một lần công ty của tôi lại thay thế máy tính mới. Cứ hai năm một lần công ty của tôi lại thay thế máy tính mới.

バスは10分おきに通っています。彼は土曜ごとに恋人に会っています。 Anh ấy gặp bạn gái của mình vào mỗi thứ bảy. Anh ấy gặp bạn gái của mình vào mỗi thứ bảy. Anh ấy gặp bạn gái của mình vào mỗi thứ bảy. Trái đất cứ 24 giờ lại quay lại một lần. Trái đất cứ 24 giờ lại quay lại một lần. Trái đất cứ 24 giờ lại quay lại một lần. Olympicは4年おきに開催されます。Thế vận hội được tổ chức 4 năm một lần. Thế vận hội được tổ chức 4 năm một lần. Thế vận hội được tổ chức 4 năm một lần. 彼は6ヶ月おきに新作の小説を出しています。 Cứ mỗi 6 tháng anh ấy lại đưa ra một cuốn tiểu thuyết mới. Cứ mỗi 6 tháng anh ấy lại đưa ra một cuốn tiểu thuyết mới. Cứ mỗi 6 tháng anh ấy lại đưa ra một cuốn tiểu thuyết mới. 3kanbu no tenki wa 1 Thời tiết trên núi thay đổi từng giờ, thời tiết trên núi thay đổi từng giờ, thời tiết trên núi thay đổi từng giờ. このシステムは半年おきにアップデートされる。列車が到着するたびにホームは人であふれます。 Cứ mỗi lần tàu lửa đến thì sân ga lại đầy ắp người. Cứ mỗi lần tàu lửa đến thì sân ga lại đầy ắp người. Cứ mỗi lần tàu lửa đến thì sân ga lại đầy ắp người. 私の会社では2年ごとにパソコンを新しいものに交換します。Cứ 2 năm một lần công ty của tôi lại thay thế máy tính mới cứ hai năm một lần công ty của tôi lại thay thế máy tính mới. Cứ hai năm một lần công ty của tôi lại thay thế máy tính mới. 1 Tại cửa hàng tiện lợi đó, cứ cách một tiếng tôi lại kiểm tra chất lượng đồ ăn. Tại cửa hàng tiện lợi đó, cứ cách một tiếng tôi lại kiểm tra chất lượng đồ ăn. Tại cửa hàng tiện lợi đó, cứ cách một tiếng tôi lại kiểm tra chất lượng đồ ăn. 30目ですバスは10 <laughs> cứ 10 phút lại có một chuyến xe buýt chạy qua đấy. Cứ 10 phút lại có một chuyến xe buýt chạy qua đấy cứ 10 phút lại có một chuyến xe buýt chạy qua đây anh ấy gặp bạn gái của mình vào mỗi thứ bảy anh ấy gặp bạn gái của mình vào mỗi thứ bảy anh ấy gặp bạn gái của mình vào mỗi thứ bảy Trái đất cứ 24 giờ lại quay lại một lần. Trái đất cứ 24 giờ lại quay lại một lần. Trái đất cứ 24 giờ lại quay lại một lần. Olympic là 4 năm おきに開催されます. Thế vận hội được tổ chức 4 năm một lần. Thế vận hội được tổ chức 4 năm một lần. Thế vận hội được tổ chức 4 năm một lần. Cứ mỗi 6 tháng anh ấy lại đưa ra một cuốn tiểu thuyết mới. Cứ mỗi 6 tháng anh ấy lại đưa ra một cuốn tiểu thuyết mới. Cứ mỗi 6 tháng anh ấy lại đưa ra một cuốn tiểu thuyết mới. 3kanbu no tenki wa 1 jikan oki ni demo ippen suru. Thời tiết trên núi thay đổi từng giờ, thời tiết trên núi thay đổi từng giờ, thời tiết trên núi thay đổi từng giờ. Kono system wa hantoshi oki ni appudeito sareru. Hệ thống này được cập nhật cứ nửa năm một lần. Hệ thống này được cập nhật cứ nửa năm một lần. Hệ thống này được cập nhật cứ nửa năm một lần. Cứ mỗi lần tàu lửa đến thì sân ga lại đầy áp người. Cứ mỗi lần tàu lửa đến thì sân ga lại đầy áp người. Cứ mỗi lần tàu lửa đến thì sân ga lại đầy áp người. Cứ hai năm một lần công ty của tôi lại thay thế máy tính mới. Cứ hai năm một lần công ty của tôi lại thay thế máy tính mới. Cứ hai năm một lần công ty của tôi lại thay thế máy tính mới. そのコンビニでは1 cửa hàng tiện lợi đó, cứ cách một tiếng tôi lại kiểm tra chất lượng đồ ăn. Tại cửa hàng tiện lợi đó, cứ cách một tiếng tôi lại kiểm tra chất lượng đồ ăn. Tại cửa hàng tiện lợi đó, cứ cách một tiếng tôi lại kiểm tra chất lượng đồ ăn. 今回の学習はここまでですお疲れ様でした気に入っていただけましたらいいねおよび登録のほどよろしくお願いします本番組はトニーダンディーがお送りしました